Hôm nay mình sẽ thử tải game Java trên cái chiếc điện thoại này ha. Thì các bạn có thể tải trực tiếp trên nó ha. Chọn cái độ phân giải phù hợp là 240x320 đó. Rồi để thử mình chơi trên chiếc điện thoại này để xem là như thế nào ha. Thì chiếc điện thoại này chạy hệ điều hành Android. Và bạn nào quan tâm về cái chiếc điện thoại này, các bạn có thể xem lại mình đã làm rất là chi tiết về nó rồi ha. Thì khi mà chúng ta tải game Java về thì để xem là cái tập tin Java có thể nào chạy trực tiếp ở trong đây được hay không. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái phần download nè. Đây là cái Java nè. Đó, mình tải về nè, nó đặt cái dấu chấm hỏi nha các bạn. Game này có kích thước là khoảng 1 MB. Đó, định dạng không được hỗ trợ. Rồi, bây giờ thì mình cũng đã có gửi qua một cái file đây, cái file này là chuyên để cài đặt để chạy game Java giả lập, chạy máy ảo trên các thiết bị Android để xem là nó có tương thích với chiếc điện thoại mà không có bàn phím này hay không. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt cái phần mềm này ha. Rồi ứng dụng không được cài đặt. Rồi mình sẽ thử gửi một cái file cài đặt khác qua để xem là nó có tương thích hay không các bạn. Tại vì có những cái file mà nó sẽ không tương thích á, nó nhiều phiên bản khác nhau á. Đây, mình gửi cái file này nhẹ hơn là 3.8 nè. Rồi, cài đặt thử xem. Ok, cái file này cài đặt được nè các bạn. Thì đây là nó chạy Android 6 á, cho nên là các bạn phải tìm một cái phiên bản phù hợp với nó ha. Rồi, xong rồi, mình sẽ mở ra để xem là nó có chạy được trên cái này hay không. Đây, thư mục làm việc không tồn tại trên đường dẫn. Mình sẽ tạo ha. Tạo. Rồi, ok. Bấm vào cái dấu cộng thì cũng tương tự như là ở trên smartphone cảm ứng thôi. Sẽ tìm đến cái file Java lúc nãy ha. Chúng ta sẽ chuyển qua ha. Tắt chuột và chuyển qua cái chế độ bấm này thì chúng ta sẽ vào được cái thư mục download nè. Rồi bấm chuột trở lại và để cái phím này để tắt chuột và mở chuột ha. Để vào bên trong. Rồi đây. Để tìm đến cái game này. Rồi nó đang tạo ha, nó đang giả lập dùng cái file Java này để chơi trong cái phần mềm này. Để xem mà khi nó chạy ở trên đây thì sẽ như thế nào ha. Thì với cái cấu hình của nó thì con chip MediaTek này thì nó vận hành cũng hơi lâu. Bắt đầu nó mặc định cái độ phân giải game như vậy luôn ha. Mình sẽ bắt đầu. Rồi, các bạn nhấp vào nó sẽ đưa vào cái đường link trên mạng ha. Còn nhấp ở đây thì lại không được nè. Và cũng có thể là do cái game này nó bị như vậy á, cho nên là mình đã tải thử một cái trò Java khác ha các bạn, ở cái trang web khác. Và khi mà bấm vào nó vào bình thường nè các bạn. Con chuột ở trong đây nhưng mà không có sử dụng được các bạn. Và cái phím điều hướng này cũng không sử dụng được luôn ha. Để mình sẽ bấm cái phím điều hướng đây, F là chọn nè, đó. Rồi, vậy là phải dùng con chuột để bấm cái phím điều hướng trong cái bàn phím này thì mới được ha các bạn. Đó, nó màu trắng lên thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn nè. Đó, vậy là chơi được game Java nhưng mà không sử dụng được phím 4 chiều mà thao tác bằng cái con chuột. Để mình tắt con chuột thử coi nó sẽ như thế nào. Đó, đó phải có con chuột để chơi như vậy ha. Khi mà game Java chạy rồi thì mình sẽ bấm cái phím thì nó sẽ được nè các bạn. Khi mà bấm phím số 6 thì nó sẽ tương ứng nè ha. Đó, vậy là cái bàn phím này nó sẽ hoạt động được đối với cái game Java. Và cái phím điều, để mình tắt con chuột thử, mình sử dụng phím điều hướng thôi. Không được ha các bạn. Đó, tức là cái phím này không được. Nhưng mà bàn phím thì có thể sử dụng được ha.